Ok, xin chào các bạn, và tôi Nguyễn Tùng Sơn đã quay trở lại với các bạn rồi đây, và rất là lâu rồi đúng không nào? Thì ngày hôm nay thì tôi có một video mới chia sẻ về cách kiếm tiền trên trình duyệt Vray. Thì đây như các bạn đã nhìn thấy trên màn hình giao diện trên máy tính của tôi thì đây chính là một cái giao diện hoàn toàn mới của Vray mới cập nhật vào ngày hôm nay. Và như các bạn đã thấy này, nó có cái khác cái gì? Thì một cái màn hình màu phía xanh xanh nhạt ở đây. Đó, nó thể hiện ra được là nó sẽ trả tiền cho chúng ta theo từng group, thay vì trước đây á, là cứ tất cả các vùng, các địa lý thì nó đều trả chúng ta là 5 đô la trên một lượt confirm đúng không nào? Thì bây giờ nó sẽ chia ra group 1, group 2, group 3, group 4, group 5, và tương tự như vậy á, nếu như bây giờ bạn biết cách tuyển được những referral, những rep ở group 1, group 2, group 3 thì bạn sẽ được cái thu nhập rất là cao, cao hơn so với trước khi mà nó thay đổi nữa. Thì đây là một cái thay đổi, nếu như anh em có cái kinh nghiệm về MMO, về affiliate marketing trước đó rồi thì đây chính là một cái điều thông tin rất là tuyệt vời để bạn có thể tăng được thêm rất là nhiều cái thu nhập của mình lên. Còn nếu như bây giờ các bạn không có kinh nghiệm nhiều thì bây giờ các bạn nó có thể tuyển được ở trong group 4 hoặc group 5 đó. Nhưng ví dụ như ở đây có một số người bạn đó theo dõi cái kênh YouTube của Sơn PS đó, thì một số bạn đang ở bên Canada, đang ở bên Nhật, đang ở bên bên Mỹ, thì đây chính là một cái thông tin rất là tuyệt vời cho bạn đây nhá. Tôi có một cái bảng thông tin mà bên Vray nó gửi cho chúng ta qua cái email ấy các bạn. Đấy, thì nó sẽ chia cho chúng ta theo từng group, và cứ mỗi một group như vậy ấy, thì cái lượt confirm nó sẽ được tính ra hoa hồng khác nhau. Đây, và đây chính là một cái giao diện mới, vào có thể nó sẽ cập nhật vào trong tháng 11 này, để chúng ta sẽ biết được rằng cái confirm này này, cái lượt xác nhận này nó sẽ đến từ quốc gia nào, trong vùng nào, thì cứ tùy vào từng vùng tương ứng nó sẽ tính vào tiền hoa hồng cho chúng ta. Đó, còn cái số tiền là BAT mà tôi chưa được trả ở đây thì dự kiến nó sẽ trả vào chúng ta vào ngày 8 tây tháng 11 sắp tới. Cứ ngày 8 tây hàng tháng, các bạn nhớ nha, ngày 8 tây hàng tháng nó sẽ trả tiền cho chúng ta một lần. Đấy. Bây giờ cái đồng BAT á, đang là 0,25 đô trên một đồng, thì bây giờ tôi đang có là 6.477 đồng, mà nhân lên với 0,25 thì tôi đã được khoảng 1.619 đô, nhân lên với cả 23.000 trên một đô thì khoảng 37 triệu trên một cái tài khoản này đúng không nào? Đấy, tháng trước thì chỉ nhận được khoảng 2.800 thôi, nhưng tháng này bây giờ tới điểm hiện tại đang là 6.400, có thể đến ngày 8 tây tháng 11 thì đâu đó còn khoảng 2 tuần nữa thì cái thu nhập nó cũng khá ổn đó, được chưa nào các bạn? Đây nhá, thì tôi chia sẻ cho các bạn về những cái thông tin. Giả sử đi các bạn hiện tại đang ở Việt Nam đúng không nào? Việt Nam thì nó sẽ nằm ở trong cái quốc gia là ở vùng group 5. Group 5 là trên một referral chúng ta được 1 đô. Đó. Các bạn thấy rằng nó giảm á, nên các bạn nghĩ nó ít, nhưng thực ra 1 đô là một cái thu nhập trên một referral khá là cao đó các bạn. Cực kỳ cao, bởi vì các bạn nếu như các bạn có kinh nghiệm mà kiếm tiền trên điện thoại về báo mới, báo hay hay là những cái ứng dụng khác, thực ra nó chỉ trả chúng ta từ 1.000 cho tới 2.000 đồng trên một lượt referral thôi, còn 1 đô đây nó sẽ tương đương khoảng 23.000 đồng, nó gấp rất là nhiều lần các bạn, nó gấp rất nhiều lần đây nhé. Tôi cần chọn ép này để tôi tìm này, quốc gia Việt Nam thì nó nằm ở trong cái vùng địa lý là group 5. Nhưng nó giả sử đi bây giờ một số bạn nó đang theo dõi tôi ở trên kênh YouTube Sơn PS á, thì các bạn đang ở bên nước Nhật, nước Nhật là Japan đúng không, thì Japan nó là vùng 2. Bạn giới thiệu được một người á, thì sử dụng cái trình duyệt Ray này á, thì các bạn được 50 đô, 6,5 đô. Đó, 6,5 đô. 6,5 đô nhân với 23.000 lên thì bạn được khoảng 150.000, rất là cao các bạn. Còn một số bạn á, đây là lần đầu tiên các bạn đã biết tới kênh YouTube của Sơn PS, các bạn cũng chưa biết kiếm tiền với Vray bằng điện thoại, smartphone như thế nào, hay là làm sao để có mình có thể gia tăng được thêm thu nhập với Vray mà mình không còn phải bỏ vốn. Đó, thì các bạn có thể là đăng ký kênh YouTube của tôi, đó là Sơn PS nha. Đây này, tôi chỉ các bạn nhé. Các bạn đã vào cái phần đó là danh sách phát đây này, trên cái kênh YouTube đây. Đó, thì các bạn đó truy cập vào cái phần danh sách phát thì tôi có một cái bộ video tôi tổng hợp lại toàn toàn tập về cách kiếm tiền với Ray mà không cần phải bỏ vốn nha, không cần phải bỏ vốn. Đó, thì các bạn đã coi hết tất cả video đi để các bạn sẽ hiểu được là cái này kiếm tiền như thế nào, nguyên lý trả thưởng ra làm sao và cách để rút được tiền. Đó, thì bây giờ chúng ta hãy tranh thủ đi các bạn. Tranh thủ để chúng ta làm thật là nhanh để chúng ta ra được cái kết quả. Rồi, giả sử đi. Bây giờ các bạn đã đang ở vùng
United States là bên Mỹ đúng không nào, thì các bạn đã giới thiệu một người các bạn được 7,5 đô không, 7,5 đô nhân với cả không và nhân với cả 23.000 lên thì các bạn đâu đó được 172.000 trên một lần confirm đó. Thì cái câu hỏi rằng làm cái này liệu ngoài ông Sơn ông ấy làm được, ông kiếm tiền được rồi thì ngoài ra còn ai kiếm được tiền hay không đó, thì các bạn hãy cứ vào trong group này này. Đó, tôi có để lại đường link ở phía bên dưới đoạn mô tả của video này nhá. Đó thì các bạn vào trong group này đó, bạn tham gia vào trong group này đi đó, bạn vào trong cái phần hình ảnh đó các bạn sẽ nhìn thấy được rằng rất là nhiều người bạn đã làm được có kết quả đúng không? Và những cái confirm này này thì nó đều xuất phát từ trước thời điểm tháng 10 về trước, thời điểm tháng 10 về trước nên nó cứ một lần confirm thì các bạn sẽ được 5 đô la rồi đó. Ví dụ như bạn này bạn giới thiệu được 139 lượt download này thì sau 30 ngày thì nó đã confirm được 3 lượt và nó cứ tính tiếp không đó các bạn đó. Rất là nhiều người bạn đã làm được. Đây hôm qua tôi có thử post một bài viết này thì nhiều bạn đã làm được thành công, các bạn nó cũng khoe lên nhá. Có người thì ra được kết quả nhiều, có người thì ra được kết quả ít, thì đây là dựa vào cái kinh nghiệm với kỹ năng, cái khả năng của các bạn đi tuyển referral thôi. Còn nó giả sử các bạn chưa biết cách tuyển như thế nào đó, các bạn nó vào trong cái video này ở trên kênh YouTube của Sơn BS đó, thì có một cái bộ video đó là cách tuyển hàng trăm referral mỗi ngày không, và cái này nó miễn phí nha, các bạn không cần phải bỏ tiền ra để các bạn học cái này đó. Thì tôi vẫn chỉ cho các bạn một cách rất là nhiệt tình đấy. Hay là bạn Thế Dương này được 143 download này đấy. Bạn này tuyệt vời hơn này, bạn này là bạn Chí Nguyễn đó, bạn ấy được 111.115 lượt download, 1.115 lượt download. Hay là bạn Yên này 195 lượt download này chưa được confirm, thì bạn này bạn ấy làm chưa được một tháng thôi, thì nếu mà tính ra được confirm á, bây giờ tôi thử tính á, là cứ 195 người download á, thì có khoảng 20% sẽ sử dụng qua 30 ngày, đây là con số tối thiểu nha. Thì bây giờ tôi nhân lên 0.2 đi thì đâu đó sẽ được 39 lượt confirm, mà cứ bây giờ cứ một lượt confirm tính từ bạn ấy làm là trước tháng 10 thì bạn sẽ được 5 đô trên một lượt giới thiệu, thì bạn sẽ được là 195 đô nhân lên với cả 23.000, khoảng 4,5 triệu đó, 4,5 triệu một tháng mà làm chơi chơi thôi thì cũng là thu nhập được đúng không các bạn đó. Hay là bạn Đào Tuấn này, đó, bây giờ cứ giả sử đi là 614 tôi nhân với cái tỷ lệ là 20%, cái số người ta sử dụng sau 30 ngày thì Ray nó sẽ confirm với chúng ta. Thì do các bạn này đều là làm được khoảng từ trước tháng 10 rồi, từ trước tháng 10 nên tôi đều tính cái thu nhập là 5 đô la cho một lần confirm nhé, thì đâu đó được 614 đô này nhân với cả 23.000 lên thì mình được 14 triệu. Rất là tuyệt. Đó, còn cái bằng chứng thì rút tiền về là nó có thật rồi. Đó, đây là cái tài khoản của tôi này. Cái tài khoản này thì hoàn toàn cái review này cái lượt download này từ Việt Nam nha các bạn, từ Việt Nam. Đó. Ví dụ như bây giờ tôi có 3.700 này, 72 lượt download. Tôi nhân với cả 0.2 là ra số lượt confirm. Đó. Tại vì cái này nó chưa confirm hết này, nó chưa trả hết cho tôi này. Rồi sau đó tôi nhân với cả 23.000 lên thì đâu đó còn được 17 triệu đúng không? 17 triệu đúng không ta? À, chưa nhân với cả đây, bây giờ tôi tính lại nhá. Số lượt download này 3.772. Tôi nhân lên cả 20%. Rút gọn là 0.2 thì tôi được 754 lượt confirm. Và cứ một lần confirm như vậy thì tôi được 5 đô la. Rồi thì tôi được 3.772 đô nhân với cả 23.000 lên thì thu nhập từ cái tài khoản này đó khoảng 86 triệu rồi. Các bạn thấy tuyệt vời không nào? Đó. Tuy nhiên là tôi làm bởi vì tôi làm trước các bạn thôi. Tôi làm trước các bạn thôi. Còn ở ngoài ra thì tôi còn có rất là nhiều những tài khoản khác nữa, và bên cạnh đó thì tôi cũng đã dạy cho rất là nhiều những học viên của tôi đó, làm ra được có kết quả thành công. Đó, bạn Lê Thanh Lộc này được 1.200 lượt download này. Thì có công thức rồi, các bạn cứ thế các bạn tính nhẩm ra để các bạn biết xem là thu nhập của họ là bao nhiêu. Hay là bạn Trọng Huy này, đó, bạn có 16.000 được download, bạn này bạn đã kiếm được mấy trăm triệu từ cái Vray này rồi đó. Hay là bạn Nguyễn Hữu Phước này, đó, bạn này cũng kiếm được mấy trăm triệu từ cái Vray rồi. Những người bạn này rất là tuyệt vời các bạn. Bạn này được 61 được download này đó. Thì tất cả những người đây đều là những người thật việc thật nha các bạn, hoàn toàn là người thật việc thật và họ ra được cái kết quả thực tế. Hay là chị Nguyễn Trăng Thảo Diễm này, đó, chị này cũng là được khá nhiều download, được 1.919 là download.
và đây chỉ là một trong những tài khoản của chị ấy thôi đó, theo tôi biết là như vậy. Hay là chị Tuyết này á, là cũng ngoài 50 rồi các bạn, khi mà chị mới bắt đầu chị tham dự và chị học theo những cái chỉ dẫn của tôi á, thì chị đi rất là chậm chạp không, bởi vì chị không có quen sử dụng máy tính, nó chưa có kinh nghiệm trước đấy. Nhưng các bạn nhìn thấy này, một tài khoản của chị đó cũng được 4.385 lượt download, cũng rất là tuyệt vời đúng không nào đó, nên nó có học nó sẽ có khác. Thì các bạn nó quan tâm chương trình đó thì tôi có đang dạy về trong cái chương trình là Coaching Online 11. Và chương trình này nó không phải là chỉ dạy cho các bạn về kiếm tiền với Bray, bởi vì Bray nó chỉ là một trong những dự án thôi, và tôi sẽ còn rất là nhiều những dự án khác. Và theo cái kinh nghiệm của tôi ấy, làm MMO, làm việc kiếm tiền online từ trước đến giờ, thì tôi để ý thấy một cái điều đó là cứ mỗi một năm nó sẽ có một cho tới hai cái trend nào đó và giúp chúng ta kiếm được tiền. Thì tôi cảm thấy rất là tiếc bởi vì tôi không biết tới Bray sớm, và thực sự thu nhập của mình từ Bray này không có nhiều. Nhưng nếu như bây giờ, nhưng nếu mà tôi biết nó từ sớm, từ đầu năm 2018 đi, thì chắc chắn là cái việc là kiếm được số tiền là vài tỷ, thậm chí chục tỷ, đó là chuyện hoàn toàn khả thi, làm được các bạn. Đó, và những cái bằng chứng, nếu như các bạn theo dõi kênh YouTube của Sơn PS trước đó, các bạn lâu rồi thì các bạn sẽ biết cái điều này, đúng không nào? Đó, đó là cái một cái điều mà tôi muốn dẫn chứng cho các bạn biết được, đó là những quyền lợi của những anh em học trong coaching online 11 cùng với tôi. Thì để học cái chương trình này các bạn cần phải có số vốn ít nhất là khoảng 50 triệu thì mới các bạn mới bắt đầu được nha. Còn nếu như các bạn nó không có vốn thì các bạn cứ làm theo những chỉ dẫn của tôi hoàn toàn miễn phí. Thì tôi vẫn chỉ cho các bạn. Đây giống như bạn này này. Bạn này cũng là một trong những người bạn của tôi thôi. Nhưng bạn này thì bạn ấy chưa học chương trình coaching online. Đó, nhưng bạn nó có kỹ năng và kinh nghiệm về MMO rồi thì bạn ấy làm nhẹ nhàng là bạn ra thôi. Đó, nhờ có Sơn biết thêm được một kênh kiếm tiền rất là hay, mới nghịch nghịch một chút thôi mà bằng này rồi. Đó. Thì bạn này được 4.000 được download mà bạn ấy nói rằng các bạn mới nghịch một chút thôi. Thì bây giờ nhé, tôi cứ tính thử xem này để cho các bạn biết được rằng nếu như bây giờ bạn này có 4.000 download thì bạn sẽ kiếm được bao nhiêu tiền từ cái việc bạn nghịch nghịch chút thôi là 4.085. Các bạn cứ thử nhân lên với cả 0.2 là sẽ ra lượt confirm cuối cùng đó, lượt confirm cuối cùng thì là 817 lượt confirm, bởi vì ở đây nó mới trả chúng ta được một nửa thôi, cứ sau 30 ngày thì nó mới trả chúng ta mà nó cuốn chiếu, các bạn hình dung nào. Thì bây giờ này 817 này tôi nhân với cả 5 đô lên và nhân với cả 23.000 thì cái số tiền bạn này kiếm được đâu đó khoảng gần 100 triệu rồi đó, gần 100 triệu từ cái việc làm chơi chơi thôi đó. Nên đó là một trong những cái trend, những cái cơ hội để giúp cho các bạn tạo được thêm những cái nguồn thu nhập rất là lớn, mà đôi khi các bạn nghĩ rằng ô làm nhẹ nhàng như vậy thôi mà cũng có thể tạo được thu nhập lớn như vậy rồi hay sao. Nên quan trọng nhất là cái thông tin, các bạn hình dung không, cái thông tin khi mà các bạn nó làm kinh doanh nó quan trọng nhất là cái thông tin đó. Nên ở đây này, các bạn nó muốn bắt được thông tin thì thứ nhất bạn hãy đăng ký kênh YouTube của tôi không, bởi vì sẽ luôn luôn có những cái video mới nhất thì các bạn sẽ nhận được cái thông báo của tôi nhá. Các bạn bấm một nút hình quả chuông, và đặc biệt hơn này, bạn nó follow trên cái Facebook cá nhân này Nguyễn Tùng Sơn nhé, thì có một cái nút đó là theo dõi hoặc là nút follow á, các bạn bấm một nút xem trước cho tôi. Thì khi mà các bạn bấm một nút xem trước thì bất kỳ cái bài viết nào tôi đăng lên thì các bạn sẽ thấy ngay đó. Thì đó là cái quyền lợi của các bạn thôi, bởi vì các bạn follow tôi thì tôi cũng chẳng có thêm được cái thu nhập gì hết không. Facebook chẳng có, không có trả tiền khi mà có lượt follow, nhưng mà khi mà các bạn bấm follow như vậy thì các bạn là cái quyền lợi của các bạn nhé. Rồi bên cạnh đó thì tôi cũng chia sẻ với các bạn, bởi vì Ray hay là P Network hay là những hình thức kiếm tiền online trên mạng khác khi mà tôi đã đưa lên trên kênh YouTube ở đây thì đó đều là những cái cách kiếm tiền mà tôi đã kiểm chứng rồi. Những cái nào mà không thành công thì chắc chắn rằng tôi sẽ không dẫn cho các bạn tới những cái điều đó không, và tôi sẽ loại bỏ rất là nhanh không, bởi vì không phải là ai mình làm mà mình cũng thành công ngay, mà chắc chắn rồi tôi cũng sẽ có những cái thất bại, tôi cũng sẽ có những lúc mà mình sẽ đưa ra những quyết định sai lầm, nhưng tôi sẽ rút kinh nghiệm rất là nhanh và tôi sẽ ngay lập tức tôi sẽ không có làm cái đó nữa, các bạn hình dung không? Nên cái tốc độ thay đổi của bạn quyết định cái sự thành công của bạn nhá, được chưa? Tốc độ thay đổi của bạn quyết định sự thành công của bạn. Thì một trong những cái cách kiếm tiền mà nếu như mà tôi nhận định mà được lâu dài, được bền vững á, thì ví dụ như những cái hình thức mà hiện tại tôi đang chia sẻ kiếm được tiền ngay cho các bạn thì đó là một cái rất tuyệt vời rồi, nhưng không phải lúc nào nó cũng có. Còn cái mà lâu dài bền vững đối với tôi mà nói, tôi nhận định ra thì vẫn là cái Clickbank đó. Nên các bạn bình thường các bạn vẫn cứ làm Clickbank, các bạn vẫn xây dựng traffic, bởi vì hôm nay tôi mới viết một bài viết rất là dài, chắc đâu đó khoảng 500 từ, thì tôi có gửi vào trong cái lớp chuyên sâu dành cho những anh em học về Học viện Clickbank chuyên sâu của tổng cùng với tôi, thì tôi có viết một bài viết rất là dài cho những anh em đó. Tôi mới chia sẻ rằng khi mà các bạn làm Clickbank nó sẽ có hai việc. Cái việc số 1 đó là
các bạn sẽ xây ra danh sách khách hàng. Và việc số 2 đó là các bạn nó sẽ biến danh sách khách hàng này trở thành khách hàng mua hàng của các bạn. Nên đó, những cái gì mà các bạn đang học được đó là các bạn đang học cách để xây dựng danh sách khách hàng. Tại sao các bạn cần phải làm Instagram, tại sao các bạn cần phải làm Pinterest, YouTube đó, hay là những cái nguồn traffic khác, đó là các bạn đang xây dựng ra danh sách khách hàng. Sau đó thì tôi mới dạy cho các bạn thêm một bước nữa, đó là các bạn bán như thế nào và làm sao để các bạn có thể chuyển đổi được cái danh sách khách hàng đó trở thành cái thu nhập của các bạn và họ mua hàng. Đúng không nào? Thì đây là một cái game và đây là một cái trò chơi, nó mang tính chất đó, nó cần nhiều cái tư duy, cần nhiều chất xám, cần nhiều cái sự hành động lâu dài bền bỉ của các bạn hơn. Và khi mà các bạn thành công được với Clickbank rồi thì tôi tin chắc rằng các bạn sẽ có một cái kinh nghiệm và một cái sự trải nghiệm rất là vững khi mà các bạn nó bắt đầu với cả MMO và Affiliate Marketing. Nên có bất kỳ một cái dự án gì thì các bạn đều khả năng thành công cao. Bởi vậy tôi đưa cho các bạn một cái lời khuyên, đó là nếu như bây giờ các bạn hỏi tôi rằng anh Sơn ơi, bây giờ anh Sơn chia sẻ rất là nhiều những hình thức kiếm tiền như vậy, nào là kiếm tiền trên điện thoại, kiếm tiền online bằng smartphone, kiếm tiền với Ray, kiếm tiền với P Network và những hình thức kiếm tiền khác nữa, thì cái cách nào là đi được lâu dài và bền vững, thì tôi đưa cho các bạn lời khuyên đó là bạn hãy bắt đầu học Clickbank. Đó thì các bạn chỉ cần search cái từ khóa là Sơn PS này, đó, Sơn PS, các bạn có thể gõ thêm cái từ đó là dạy Clickbank chẳng hạn. Đó, các bạn gõ thử cái từ khóa là dạy Clickbank thì nó sẽ ra rất là nhiều những video mà trước đây tôi đã đăng tải lên nói về chủ đề về kiếm tiền với Clickbank, và cũng rất là nhiều học viên làm theo tôi, làm theo những chỉ dẫn và ra được kết quả cho các bạn. Không, đây là con đường dài, và các bạn hãy nhớ cái cột mốc khi mà các bạn lên được 10.000 lượt follower thì lúc này các bạn bắt đầu có những cái thành tựu, bắt đầu các bạn có được thu nhập rất là lớn từ cái traffic này. Đó, hãy nhớ sẽ có hai việc các bạn cần phải làm. Một là xây dựng traffic, xây dựng danh sách khách hàng. Thứ hai đó là các bạn chuyển đổi từ cái danh sách khách hàng này thành người mua hàng của các bạn, thì bạn cần phải học được hai kỹ năng. Thì từ trước giờ các bạn mới học được kỹ năng số 1 thôi. Đó, thì bây giờ các bạn cần phải học thêm cái kỹ năng đó, kỹ năng số 2 nữa. Nhưng đó sẽ là một cái con đường lâu dài và bền vững cho các bạn, để giúp cho các bạn thành công. Rồi, ok. Thì cái video này thì tôi muốn chia sẻ cho các bạn, nó tổng kết lại đó là cái brand này này, thì đây cũng là một trong những cái hình thức kiếm tiền theo dạng cơ hội, theo trend. Không, và dường như chúng ta không cần nó phải nhiều quá nhiều kỹ năng, kinh nghiệm để bắt đầu, và chúng ta vẫn có thể kiếm được vài chục triệu, thậm chí hàng trăm triệu. Đó, các bạn đã cho tôi, đã cho các bạn nhìn thấy những cái minh chứng ở trong cái bài post ở trong group này rồi. Đó, các bạn có thể nhìn thấy, và các bạn đã follow theo tôi lâu thì các bạn cũng đã biết được những điều này. Đó là dạng kiếm tiền theo dạng cơ hội, thì chúng ta hãy tranh thủ, chúng ta làm thật nhanh, đưa được quyết định tốc độ thật là nhanh để chúng ta kiếm được tiền. Đó, và sau đó khi mà các bạn có được tài sản rồi, các bạn có được thu nhập rồi, các bạn đã phải biết dành cái tiền này để làm gì. Ví dụ nhé, tôi sẽ chia ra 50% để tôi tiêu xài sinh hoạt cá nhân, hay là đi du lịch, đi chơi, mua sắm. Đó, còn 50% còn lại tôi sẽ chia ra tiếp là đầu tư dài hạn, ví dụ là bất động sản, hay là đầu tư ngắn hạn cho công việc kinh doanh, hoặc là tôi sẽ đầu tư vào học tập. Nhưng cái thời điểm mà tôi mới kiếm được khoảng 10 cho tới 20 triệu một tháng á, thì lúc đó tôi sẽ dành vào cái tiền học tập nhiều hơn, mà tôi cũng không có bỏ tiền vào đầu tư gì hết á. Tôi dành ra tiền học tập, tôi thường xuyên tôi mua sách các bạn. Nếu như bây giờ các bạn nó hỏi rằng nó mua sách gì về internet marketing giúp cho các bạn nó kiếm tiền trên online giỏi, các bạn có thể nghiên cứu cái cuốn sách là bí mật .com đây này. Đó, và nhà tôi rất là nhiều sách, cứ mỗi một tháng nó qua đi á, thì chắc chắn tôi mua ít nhất khoảng 1 triệu tới khoảng gần 2 triệu tiền sách các bạn. Tôi đặt ở trên Tiki á. Đó, thì đó là chia sẻ cho các bạn thêm về cái điều đó. Còn cái hình thức kiếm tiền được lâu dài, bền vững và giúp cho các bạn nhiều kỹ năng, nhiều kinh nghiệm nhất thì các bạn hãy tìm hiểu về Clickbank. Đó, hãy lên cái kênh YouTube và search từ khóa là Sơn PS dạy Clickbank. Ok, rồi thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Và nếu như các bạn thấy video này thực sự có giá trị với các bạn thì đừng quên bấm một nút like và đăng ký kênh YouTube của tôi để được nhận những video mới nhất trong thời gian tới. Và video tiếp theo thì tôi sẽ chia sẻ cho các bạn thêm một bí quyết nữa, là làm như thế nào để các bạn có thể tuyển được những referral ở vùng 3, vùng 2 và vùng 1. Thì các bạn có quan tâm điều này không nào? Nếu như các bạn quan tâm về cách để tuyển được những referral từ group 3, group 2, group 1 để các bạn có thể kiếm được trên $5 trên một lần giới thiệu lên, thì các bạn có thể comment phía bên dưới là tôi quan tâm, hay là các bạn comment phía bên dưới là làm quay video đi Sơn. Đó, bởi vì khi mà tôi quay được một video hướng dẫn cho các bạn á, thì thực sự mất rất là nhiều cái công sức, ít nhất phải hơn một tiếng
mới ra được một cái video, bởi vì tôi phải chuẩn bị kịch bản, chuẩn bị đầy đủ các thông tin đó, chuẩn bị các slide đó, chuẩn bị về cái thời gian để setup máy quay, rồi cắt ghép chỉnh sửa ảnh, tất cả các thứ, rất là nhiều công việc phức tạp thì mới ra được một video hoàn chỉnh cho các bạn. Nên nếu như các bạn thực sự quan tâm thì các bạn hãy comment phía bên dưới là tôi quan tâm, không, và hãy chia sẻ cái video này lên trên Facebook đó, các bạn bấm vào nút chia sẻ các bạn đó. Ví dụ nhá, bây giờ có một cái video đây đó, các bạn bấm vào cái video này. Ok, xin chào mừng tất cả, các bạn bấm vào video này, các bạn bấm vào nút chia sẻ này thì có nút share đó, sau đó các bạn lựa chọn cái share là các bạn đăng lên Facebook chẳng hạn đó, thì hãy giúp tôi lan truyền video này lên trên Facebook đó, để cho nhiều người khác để họ có thể nắm được những cái thông tin tuyệt vời này. Ok, rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video và xin chào các bạn, chúc các bạn thành công. Bye bye các bạn.